Thầy thân ái chào kem. Ngày hôm nay thầy sẽ chính thức giới thiệu cho kem cái khóa học của thầy ở trên trang tuổi sinh 247.com. Đó là khóa học S1 cơ bản và nâng cao vật lý lớp 11. Thầy là Lê Tiến Long và thầy sẽ phụ trách khóa học này để hướng dẫn kem về môn vật lý lớp 11, được không nhỉ? Rồi, thế thì đầu tiên thầy xin uh, giới thiệu cho kem về mục tiêu của khóa học. Tức là chúng ta làm cái gì thì mình cũng phải đặt ra cái mục tiêu cho mình đúng không? Sau này trong các cái bài học thì trước khi mà vào nội dung thầy cũng sẽ giới thiệu về mục tiêu của bài học xem là học xong cái bài học này thì chúng ta phải đạt được cái gì. đúng không nhỉ? Thì đối với cả khóa học ta cũng có như vậy nhá. Thì cái mục tiêu đầu tiên mà thầy đặt ra đối với lại khóa học ấy đó là giúp các em hình thành các cái toàn bộ các cái kiến thức vật lý từ cơ bản cho đến nâng cao. Tất nhiên đây là vật lý lớp 11 đúng không nhỉ? Thầy sẽ giúp các em hình thành cũng như là xây dựng Toàn bộ kiến thức vật lý lớp 11 từ cơ bản cho đến nâng cao, đấy một cách đầy đủ cũng như là hệ thống nhất. Thì các em chú ý này, tuy chúng ta ở đây đây là khóa nâng cao, có nghĩa là cái hàm lượng kiến thức nâng cao nó sẽ nhiều hơn những cái khóa S1 thông thường, đây là S1 cộng mà, đúng không? Đấy khóa Plus mà. Rồi, thế thì, tuy là khóa của mình là khóa nâng cao, tuy nhiên thầy cũng sẽ giới thiệu toàn bộ các cái kiến thức một cách gọi là từ cơ bản nhất. Tại vì chúng ta phải xây dựng từ cơ bản ta mới có nâng cao. Giống như cái nhà cũng như vậy, ta phải xây từ cái nền móng vững chắc thì ta mới xây lên tầng cao được, ta mới muốn xây 10 20 tầng thì ta mới xây được, đúng không? Chứ bây giờ cái nền mà không chắc thì làm sao mà có cái cái nền móng không chắc làm sao mà xây được cao, đúng chưa? Đấy, thế nên là ta phải có từ cơ bản ta mới có nâng cao. Thế nên là các em yên tâm là những bạn học sinh bình thường vẫn có thể theo khóa của thầy chứ không phải là những bạn mà lớp 10 đã học rất là tốt rồi. Đó, những bạn bình thường nếu mà chúng ta đủ quyết tâm kem hoàn toàn có thể theo được nhé với sự hỗ trợ của thầy cũng như là các uh, thầy cô hướng dẫn ở trên sinh 247 com tiếp theo thầy muốn cung cấp cho kem các, các cái phương pháp giải nhanh bài tập để mà chúng ta thành thạo cũng như là hiểu đúng bản chất vật lý đấy ở đây chúng ta chú ý nhé giải nhanh bài tập nhưng mà vẫn phải hiểu bản chất vật lý giải nhanh nhưng vẫn phải hiểu bản chất chứ không phải là kiểu giải nhanh mà ta cứ ốp bừa một cái công thức mà ta chả hiểu cái gì cả không phải hiểu bản chất vật lý thì mới giải nhanh được đấy khi mà ta đã hiểu cái lý thuyết bài này nó hiện tượng nó như thế nào áp dụng công thức ra làm sao rồi thì lúc đấy ta mới giải nhanh được ok chưa đấy chứ ta không giải kiểu như là kiểu như là không đúng bản chất nha cái tiếp theo đó là thầy giúp các em đạt điểm cao môn vật lý lớp 11 ở các cái kỳ thi các cái kỳ kiểm tra ở trên trường trên lớp đúng không và chúng ta có một cái nền tảng vững chắc để mà năm sau chúng ta học lớp 12 Đấy, học lớp 12 để làm gì nhỉ? Học lớp 12 đương nhiên là để thi đại học chứ còn gì nữa, đúng chưa? Đó. Và kể cả với những bạn mà không có nguyện vọng là thi đại học, ví dụ các bạn muốn đi du học chẳng hạn đi thì chúng ta vẫn phải có một cái học bạ với các cái con số đủ đẹp để mà chúng ta nộp học bạ đấy vào trường nọ trường kia đúng không? Chẳng hạn như là các cái trường đại học ở Việt Nam mình cũng có rất nhiều trường bây giờ người ta xét tuyển dựa trên cái phương thức đó là xét học bạ. Thế thì muốn xét học bạ muốn cái học bạ của mình được người ta chấp nhận thì mình phải đặt các cái điểm cao không chỉ môn vật lý mà tất cả những cái môn khác nữa đấy ở trên trường cũng như là tức là các kỳ kiểm tra 15 phút này kiểm tra một tiết này kiểm tra giữa kỳ kiểm tra cuối kỳ đúng không đấy thì đấy là mục tiêu của khóa học này Nhá tiếp theo là khi đặt ra cái mục tiêu như vậy thì những cái đối tượng nào sẽ phù hợp với khóa của thầy thì đối tượng đầu tiên đó là các cái bạn học sinh muốn đạt điểm cao ở các kỳ kiểm tra trên trường cũng như là trên lớp. đó bởi vì khóa của mình là khóa nâng cao mà những bạn mà đạt mục tiêu điểm cao, à em quyết tâm là năm nay em đạt điểm 9, điểm 10, phẩy 10, môn vật lý thì các bạn rất là phù hợp với khóa của thầy. Thứ hai đó là các bạn học sinh mà muốn mong muốn học vật lý đúng bản chất đấy. Và ta xây dựng các kiến thức từ tắc tức là ta xây dựng các cái kiến thức nền tảng để mà chúng ta chuẩn bị cho lớp 12, đúng không nhỉ? Tại vì sao? trước này ấy, thì chúng ta học vật lý các bạn học các bạn vẫn sợ học vật lý tại vì là vật lý chúng ta thường có một cái câu đó là áp dụng công thức là ra đúng không cái thời mà thầy còn đi học thì cũng có cái câu đấy tuy nhiên nếu mà chúng ta học không hiểu bản chất chúng ta chỉ nhăm nhăm chúng ta áp dụng công thức vào ấy thì ta không thể nào mà ta học tốt được tại vì là bài này nó áp dụng công thức này bài khác nó lại áp dụng công thức khác thì ta phải hiểu đúng bản chất thì khi cái bài toán nó biến tướng đi nó biến tấu đi thì ta vẫn có thể làm được nha từ cơ bản cho đến nâng cao một bài toán nâng cao chẳng qua là người ta biến tấu từ một hoặc là nhiều bài toán cơ bản thôi đấy thế thì ta nắm vững cái cơ bản rồi thì ta luyện nhiều bài tập ta sẽ làm được các cái bài nâng cao thôi không có vấn đề gì cả đó rồi và em thấy là ở đây thầy không nhắc đến là các bạn phải học theo bộ sách nào thì mới theo được khóa của thầy có nghĩa là các bạn học sách kết nối cũng được các bạn học sách cánh diều cũng học được các bạn học sách chân trời cũng học được khóa của thầy luôn đó Tại vì là dù là chúng ta học theo bộ sách nào đi chăng nữa ấy, Thì cái đích đến cuối cùng của các bạn là các bạn vẫn phải đạt được các cái yêu cầu cần đạt Trong cái chương trình giáo dục mà bộ giáo dục ban hành Được không nhỉ? Thế nên là mỗi sách thì nó khác nhau một chút xíu thôi Thầy đã tham khảo cả ba cuốn sách rồi Thầy tham khảo cả các cái sách giáo khoa của nước ngoài rồi Thì thật ra là các cái cuốn sách đấy thì Cái cách dẫn dắt vấn đề nó khác nhau một chút xíu thôi Nhưng mà cái đích đến cuối cùng nó như nhau Nhá. Đó, thế nên là chúng ta học theo sách nào cũng có thể theo học được khóa của thầy đó rồi thế thì phương pháp giảng dạy của thầy là như thế nào thầy xin giới thiệu một chút nhé cái thứ nhất đó là thầy sẽ giúp các biến những cái kiến thức vật lý gọi là gì nhỉ khô khan và khó hiểu thành những cái kiến thức dễ học và dễ ghi nhớ đấy tạo biến những cái nó cảm giác là nó toàn ở đâu ấy toàn là những cái kiến thức ở đâu trên trời rơi xuống ấy hành những cái mà nó rất là gần gũi xung quanh chúng ta thì khi đấy ta hiểu nó thì ta sẽ dễ học hơn đúng không nhỉ? đấy tiếp theo đó là thầy sẽ giúp em tập trung vào hiểu bản chất vật lý và đi sâu vào các cái thí nghiệm cũng như là thực hành đấy thầy dừng lại đây một chút nhá thì ở đây nếu như mà nếu như mà cái chương trình cũ ấy, thì hầu như là thí nghiệm và thực hành chúng ta rất là ít được làm đúng không? thì đối với chương trình mới nha đối với chương trình mới bộ giáo dục yêu cầu các em là phải phát triển được năng lực mà muốn phát triển năng lực thì chúng ta phải hiểu cái bản chất vật lý cái đã Đấy, và muốn hiểu bản chất vật lý thì ta phải có các thí nghiệm, có các cái thực hành Không phải là ví dụ thầy đưa ra một cái công thức mà nó trên trời nó rơi xuống Đó, thầy sẽ cố gắng là đưa các cái thí nghiệm, đưa các cái thực hành vào các cái bài giảng của thầy Để mà các em hiểu bản chất một cách gọi là dễ hiểu nhất nha Đấy, tức là ta tiếp cận cái bản chất của vấn đề một cách dễ hiểu nhất, được chưa Và không chỉ là lý thuyết mà thầy còn đi sâu vào các cái phương pháp giải nhanh bài tập từ bài cơ bản cho đến bài nâng cao được không nhỉ khi ta đã hiểu lý thuyết rồi thì giải bài tập rất là đơn giản thôi tiếp theo đó là một trong những cái đặc trưng khi mà thầy dạy môn vật lý ấy đó là thầy không tập trung vào ghi nhớ các cái công thức một cách máy móc thầy biết là trước nay có thể là chúng ta học theo cái kiểu là à chúng ta sẽ ghi hết tất cả các cái công thức trong sách giáo khoa ra đấy đúng không sau đó chúng ta cố gắng chúng ta ghi nhớ này sau đó chúng ta làm bài tập thì ta xem là bài nào có thể áp dụng công thức nào thì ta sẽ cố gắng ta áp dụng công thức đấy đúng chưa nhưng học theo cái kiểu đấy là học công thức học công thức thì không bao giờ mà học tốt được ta chỉ làm được những cái bài gọi là thay số thôi chứ còn những cái bài mà cần phải hiểu bản chất cần phải nâng cao một chút xíu ấy thì cái cách học công thức như thế không bao giờ có thể giúp chúng ta tốt hơn được nhá Thế thì thầy không dạy công thức, thầy không bắt kem nhớ quá nhiều công thức Mà thầy chỉ dạy những cái cốt lõi, những cái cơ bản nhất Và những cái cách để mà giúp các em xây dựng ra những cái công thức nó gọi là hệ quả, nó gọi là dâu ria thôi Chứ thầy không bắt kem nhớ khoảng một chục, hai chục cái công thức kia đấy không Cái đấy không cần thiết nha, và nó cũng không hiệu quả Được chưa? Đấy, thế nên là thầy không bắt kem nhớ nhiều công thức đâu Kem cứ vào khoa học học và chúng ta sẽ cảm nhận cái điều đấy Tiếp theo đó là nội dung của khóa học. Thế đi khóa học của thầy sẽ có các cái nội dung sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ học bốn cái chủ đề ở trong cái chương trình gồm là dao động này, sóng này, điện trường này cũng như là gì nhỉ? Cũng như là dòng điện ở trong mạch điện, được chưa? Đó. Thế thì theo đúng cái chương trình của Bộ Giáo dục nha và giúp các em đạt được cái yêu cầu cần đạt của chương trình. Đối với chương trình bây giờ thì Bộ Giáo dục yêu cầu là các em phải đạt được những cái yêu cầu này, yêu cầu kia chứ không bắt các thầy là phải dạy theo à theo cách này từ cái vấn đề này suy ra cái kết luận này, từ kết luận này ta mới suy ra là định lý kia. Hồi xưa thì là như thế nhưng bây giờ thầy các thầy không cần phải như thế nữa. Đấy, các em cứ làm thế nào để đạt được các cái yêu cầu cần đạt của chương trình là được nhá. Đấy. Tiếp theo đó là các cái bài giảng lý thuyết và ví dụ minh họa. Thì trong bài giảng lý thuyết đấy thì sẽ có thầy giảng lý thuyết này và các cái ví dụ minh họa. Thế thì ví dụ minh họa này thì sẽ có từ dễ cho đến khó nhá, để mà chúng ta bài dễ, tức là ta xây dựng các cái kiến thức từ bài dễ cho đến bài khó xem lại bài dễ làm như thế nào, bài khó làm ra làm sao Và tiếp theo thì tất nhiên là thầy sẽ có file bài tập để mà giúp các em luyện tập sau mỗi cái giờ học đúng không nhỉ Và file bài tập này thì sẽ có hướng dẫn giải chi tiết đấy và có các cái hệ và có hệ thống các thầy cô hỗ trợ của tuyển sinh 247.com Các thầy cô rất giỏi chuyên môn sẽ sẵn sàng hỗ trợ kem tất cả những cái Tức là ngoài thời gian nhé, còn những cái thầy cô khác hỗ trợ kèm những cái kiến thức chuyên môn. Đấy, bất kể khi nào mà kem cần. Được chưa nhỉ? Rồi, thế thì cái video hướng dẫn khoa học của thầy đến đây là kết thúc rồi thầy thân ái chào các em và hẹn gặp lại các em các cái bài học ở trong khoa học thầy chào tạm biệt các em